Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay thì em cùng anh Hương cũng đang ở phường Phú Tân của thành phố Bến Tre ha. Ở đây thì em cũng đến thăm một hộ gia đình ở đây. Ở đây thì có bà cụ và một anh, đây thì cũng có hai mẹ con sống thôi. Đi ra thẳng đằng sau luôn đi anh Hương ha. Đây là cũng căn nhà nhỏ nhỏ đằng sau. Dạ anh chào anh nè. Dạ. À, nhà tối dữ ha, anh có đèn không? Anh mở đèn lên em anh ha. Dạ, dạ con chào bà ha. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi bà? 74 tuổi rồi. 74 tuổi. 74 tuổi là chắc á. Dạ. Tuổi tí á. Dạ. Con thấy bà ốm dữ ha. Ăn không được không? Dạ. Ngủ không được nữa. Dạ. Sao bà không lên giường nằm cho khỏe, thấy ngồi thế? Nằm chống mặt. Với nó xây sẵn gì rồi cũng nằm có cái ghế bố kìa. Dạ à, nằm ghế bố thôi. Nằm ghế bố với giường, trời ơi nằm có một bên. Nó giờ nói mấy cậu đừng cười nha, tao nói nó trai bên này nè. À bên đây, ủa bên đây mới một nữa chứ. Dạ à. Mà bà bị bệnh sao mà như vậy hả bà? Viêm họng này, viêm họng mấy năm chục mấy năm nay. À viêm họng á, viêm họng với viêm nhĩ quản thì viêm họng. Dạ. Nút giọng á, đổi dạ. Tươi luôn à. Ủa mà viêm họng rồi nó ảnh hưởng mình à, cũng như là ăn uống không được nên mình ốm ha. Ăn uống không được. Dạ. Cái lưng của bà cong dữ đâu, bà đứng vậy bà đi coi con. Đâu đứng lên con đi con coi thử ha. Nè, đó. Dạ. Đứng thì. Nhưng mà đi một mình vẫn được bình thường ha. Ừ, đi cũng như vòng vậy nè. Dạ, đâu bà đi thử con coi thử ha. Đi đó, đi vậy. Ừ. Dạ. Cái lưng đâu cong quá trời cong. Dạ. Trời ơi như cái nè. Trời ơi. Đâu quay cho con coi thử ha. Dạ. Dạ. Ừ. Cái lưng nè trời ơi. Trời ơi cái lưng của bà nè thấy. Dạ. Giờ cái lưng biết chứ ai mà mổ. Mà thấy cái cục có cục xương bên đây nữa nè. Mới mổ đó. Dạ. Mà mổ cũng như 5 6 tháng rồi. Dạ. Cong vậy luôn á. Ừ. Cong dầm luôn. Ừ. Nằm ngay đâu có đỡ. À vậy là cũng ngồi thường chứ đâu có nằm được anh hả? Bả nằm đó, bả nằm ngay một bên một mé à. Luôn á. Bả tả bả ngồi vậy. Ừ. Vậy đó. Chị thấy ngồi không. Vậy là bây giờ mình ngồi không chứ mà còn nằm thấy cũng khó khăn ha. Nằm cũng khó khăn thiệt. Dạ. Đúng vậy đó. Ở đây hiện tại bây giờ là bà ở đây với ai hả bà ha? Thằng này với thằng thứ năm. Ừ. Mấy thằng kia trời ơi nó có vợ có chồng mà cũng nghèo khổ dữ lắm. Dạ mà đi mần cha nữa. Dạ à, ủa đất này người ta cho ở đậu hả? Cho ở đậu hết cái đời thôi rồi cũng đi vậy. Dạ bà ngoại nằm, bà ngoại ở trên đó đó. Dạ này con, không có cho góp nhặt kim cố. Dạ chắc cất cũng như là nhà đậu thì ở là người ta cho cất tạm thôi chứ người ta không cho đó, cất kiên cố. Đó. Tại vì nếu mà cất kiên cố quá mốt rồi dở khó. Dở khó. Dạ. Nhiều khi không dở. Dạ. Cũng có bị rồi. Dạ. Đó đi xin làm hồ xin về đóng bậy đóng bạ. À giống như là mấy cái dán này là anh làm. Xin thì không. Ừ. Còn mấy đất đằng trước á. Dạ. Rồi người ta làm nhà còn dư á. Dạ. Cái rồi xin về lại vậy. Bà là thứ mấy hả bà? Thứ tư. Thứ tư ha, con kêu bà tư ha. Bà tư đi. Dạ. Còn... Rồi hồi trẻ bà làm công việc gì hả bà? Trời ơi, cũng mặn mướn, ai mướn gì mặn đó. Dạ. Gánh nước là nhiều nhất. À, đi gánh nước hả? Gánh nước. Để nói chúng tôi, ở chỗ nào có tiền người ta trả tiền, còn có người ta lông gạo ăn. À. Suốt vậy đó. Chắc do gánh nước nên cái lưng mình nó bị vậy ha. Tầm mấy hai tầm đôi mà còn của. Dạ. Mà không mặn làm sao sống, kệ. Dạ. Rồi tới chừng nào bệnh ai. Dạ. Còn anh bên đây thì bị anh xích qua đây giùm em ha anh ha. Ngay chỗ này nè, tại vì anh ngồi ngay đó nó hơi tối. Anh là bị sao anh? Bị bú. Bú dạng như bú mỡ anh hả? Anh là tên gì anh? Tên Triển. Triển hả? Anh năm nay nhiêu tuổi anh? 39. 39 tuổi. Bây giờ anh chị thấy cái cổ của anh nó giống như là nó có thêm một cái cục bú rất là lớn nè. Đây nè, nó nổi. Dạ. Em bước ra ngoài cho nó dễ thấy hơn ha. Anh chị thấy thì ở đây anh có
mấy cái cục bún mỡ nè, nó mềm mềm nè, giờ nó lên tới đây nè. Đo anh quay lưng em anh ha. Quay lưng, quay tiếp luôn đi anh, quay nữa đi. Nhìn anh rất là tội anh chị. Vậy rồi anh có đi khám bệnh không anh? Có đi khám mà người ta nói cái này là bún mỡ, phải đi lên thành phố mới được. Dạ. Bây giờ hoàn cảnh khó khăn quá. Dạ. Không có đi được. Không có, tết nào không tiền rồi bà già bà bệnh thì sao bỏ đi được. Dạ. Như vậy là chắc nó chèn cái cổ mình chắc cũng mệt anh ha. Mệt. Đúng rồi. Mệt được. Nhiều khi tối, nhiều khi thảo, thiếu điện muốn không được luôn á. Dạ. Rồi anh, công việc của anh làm là công việc gì anh? Hồi đó cũng có đi mần mớ mà giờ đi mần hết nổi, giờ chứ giờ đi câu cá ăn không à. À, cũng như là mình ngày xưa mình cũng đi làm mướn. Làm mướn với nuôi vịt đâu á. Dạ. Rồi anh có gia đình không anh? Không. Có ở với bà già mà chứ không có vợ con gì á. Dạ. Nhìn anh thấy thương quá. Còn trên người anh có bị bú gì vậy nữa không anh? Không có vàng bú mà tôi cũng có bị bệnh tỷ nữa. À, còn cái mặt anh bị sao anh? Cái mặt sao nó uống thuốc vô cái nó bị vậy á? À do là uống thuốc nó bị. Uống thuốc nam rồi đó, uống thuốc nam á. Chứ sao tự nhiên từ từ cái nó bị vậy á? Tôi cũng không biết sao. Như anh là bây giờ anh khoảng bao nhiêu ký? Tôi được 45 ký á. 45 ký. 45 ký là cái mấy cục bú này cỡ chắc chừng 2-3 ký không ta? Chắc cỡ đó ăn rồi. Cỡ 2-3 ký ha. Là nó lắc là hổm bú nó bự dữ lắm thì tôi cần đúng 45 ký á. Dạ. Mà hổm lại lâu rồi tôi không có cần cũng không biết. Dạ. À, anh quay giùm em ha. Chị thấy nhìn nó rất là lạ. Ở lên tay luôn hả? Nè nó lên đây nè, tôi đắp hổm hai cục này bị lớn vậy nè. À là nó bự vậy hả? Đang đắp thuốc là bên đây nó xẹp rồi đó. À. Anh nè, đang chuẩn bị nổi 2-1 này mà tôi đắp bên này nó xẹp rồi nè. Nó nổi lên đây luôn hả? Nè. À đây hả? Rồi nó xuống tới đây luôn nè. Xuống tới tay luôn hả? Đó. Trên người anh bây giờ rất là nhiều các bún mỡ. Mổ đó mày hết. Nhưng mà bây giờ anh có đi khám bác sĩ chưa hả? Đi xuống dưới Nguyễn Triệu thì Nguyễn Triệu nói cái bún này không sao á, nó chỉ có xấu rồi. Mà mổ nữa thì nó nổi nữa, mấy ông thầy thuốc ông cũng nói mổ cái này là bú này không có mổ được nữa. Mổ nữa nó nổi dữ lắm, tại bà hẩm tôi đi mổ một nè. Dạ. Bà hẩm đi xuống quân y người ta cũng đóng góp cho tiền á. Đi xuống dưới mổ là quá trời nổi luôn. Là mổ cái chỗ này lên hả? Mổ vậy nó nổi quá trời luôn á. Ở ngoài đây người ta cũng có bị nữa. Có người bị không anh? Có, bị nhưng mà người ta không có mổ, kiểu như người ta dạy nó có tiền người ta sợ người ta không mổ. Rồi anh quay cái lưng nè ha. Anh chị thấy cái lưng của anh ở phía sau lưng bây giờ là nó giống như là cái con người như là bình thường nhưng mà cái này bữa nay ta sẽ bớt nè. Bò hẳm nó phụ cái này nghe chỗ này nè anh chị thấy bò hẳm nó phụ lên gần tới mấy lỗ tai tôi luôn á. Dạ anh ấm nhờ mà nhìn cái ở trên nó giống như là lực sĩ luôn á, nhưng mà tại vì là do là bú mỡ nó nổi đó anh chị. Cái cây này là cây cẩm thạch. Cũng như là anh thì bây giờ không có tiền để đi bác sĩ điều trị anh chị, nên là anh bây giờ chỉ có là mình nam. Đắp cái thuốc nam thôi. Như cái này là kêu bằng cây cây cẩm thạch. Nó là đây anh ha, nó là cây này đi ha. Nó là cây cẩm thạch nè. Rồi bắt đầu mình muối hộp. Cũng như là mình xào lên hả? Phải có nước nữa. Xào lên rồi mình đắp. Xào xong cứ gom lên một đống vậy nè. Cái chế miếng này vô phải đắp. Cái này là cái gì anh? Cái này đại tướng quân. Cũng là cái lá hả? Cái cây đại tướng quân mình ngâm với rượu mạnh đó. Ngâm với rượu. Ngâm với rượu rồi đắp thôi anh hả? Đắp vô nóng ghê lắm. Mới đầu nó gốc đã lắm. Đắp với muối hột luôn. Muối hột. Dạ. Thì bây giờ mình không có khả năng thì mình đi theo thuốc nam rồi anh ha. Nhưng mà thấy đỡ không anh? Đỡ. Nó gốc thấy đỏ luôn á. Dạ. Nó 2 mét tay cho nó dãnh lên. Hai cái này là nó cụ lên tới mấy. Ngay chỗ cái dai thì bình thường ha. Không, cái này không thôi. Chỉ có cái chỗ này nè. Chỉ có chỗ này. Ra đây làm như nó muốn phụ lên nữa vậy. Nhìn thấy giờ thấy trên cổ của anh là nó chèn mấy cái nó chèn nhiều quá anh chị, thành ra là nhiều khi cũng làm cho mình gây mệt anh ha. Mệt. Nên là đi làm không nổi luôn anh ha. Không. Dạ. Giờ cái nước câu cá ăn. Dạ. Cuộc sống mình vậy thì bây giờ tiền đâu để mình sống ha bà ha? Tiền bây giờ tiền ở đâu để mình sống? Cũng như là hàng ngày cuộc sống của mình á thì tiền ở đâu mình sử dụng hả? Thì mà mấy bà con cô bác thì cho
cho cái con nhím nhút vậy. Dạ. Nhím nhút rồi mấy nhỏ rồi như nó có mần gì được đâu. Dạ. Còn nó xa quá mà nghèo dữ lắm chứ không mần cả. Nhưng mà lâu lâu rồi chắc mấy anh mấy chị cũng phải gửi tiền về cho bà chứ còn thôi là có đầu sống. Con gửi chút đỉnh chứ không có nhiều nữa. Dạ. Cho vợ con. Dạ. Thì bây giờ thì cuộc sống cũng như là giờ là cũng ai cũng có kinh tế riêng hết trơn thì dù như cũng nhưng mà cha mẹ thì mình cũng phải giúp phần nào hả bà ha. Dạ. Bà con cô bác tụng nghiệp lắm. Dạ. Cũng cho rồi đồ ăn. Dạ. Tụng nghiệp cho đồ ăn. Dạ. Gạo là nói như mấy gạo với cũng y như vậy nè. Dạ. Y như vậy đó không khác. Dạ. Như anh bây giờ thì người ta nói về là trị bệnh vậy nó tốn nhiều tiền không anh? Cũng nghe nói cũng nhiều á. Dạ, nhưng mà trị nó hết không á? Trị quan trọng là nó hết hay không á? Cũng không biết, nó chưa đi cũng chưa biết nữa. À, vậy là anh chỉ có là đi khám thôi. À. Đi khám rồi nhiều tiền quá mình không có khả năng điều trị. À. Người ta kêu đi thành phố mà không có khả năng đi. Chưa. Dạ. Ở nhà đắp thuốc bậy, nó đắp thuốc nam vậy á. Thuốc rồi nam rồi. Nhưng mà thấy nó chỉ có là đỡ thôi nhưng mà nó vẫn còn nổi. Nó vẫn còn nổi. Anh chị thấy anh bây giờ cái mặt của anh do anh đắp thuốc cái mặt nó cũng bị anh hả? Không biết sao tự nhiên nó nổi vậy chứ không phải đắp thuốc mà nó bị. À giống như là cái mặt của anh bây giờ giống như là cảm giác như nó phỏng vậy, bị phỏng vậy đó. Ở trên anh chị thấy coi nó nám hết trơn à. Đó. Mình cũng không biết là do gì nữa. Không biết do thì sao. Nhưng mà anh có uống rượu không à? Anh có uống rượu không? Thì cũng uống vậy. Dạ. Biết chút chút mà. Dạ, nhưng mà anh đừng có uống nhiều quá nha. Biết. Tại vì nhiều khi là có thể. Anh em về rồi chứ. Dạ. Tại vì nhiều khi mình uống rượu, nhiều khi nó bị gan cái nó nổi. Cũng có thể là do nhiều khi do gan anh, gan anh nó yếu á. Anh thì giống như là anh cũng phải ở trần để mà cho em quay để cho các cô chú anh chị thấy cái bệnh của anh á, thấy cái bú của anh chứ không phải là anh ở trần nha anh chị nha. Anh mặc áo nhưng mà em nói thôi anh ở trần đặng cho người ta thấy. Mới biết bệnh gì. Dạ. Không có đâu. Không có nghĩ gì về. Dạ. Bệnh mà. Dạ. Tôi thấy mới biết. Có áo sẵn. Dạ. Dạ, nhưng mà giờ anh ở trần đi đặng cho mấy cô chú dễ thấy cái chứng bệnh của anh á. Đặng dụ như người ta biết người ta có giúp mình phần nào vậy đó. Ngày xưa anh đi làm vậy được nhiều tiền không anh? Ngày có 25.000 à. Hồi đó biết đi mần hộp là được 25.000 lên 35.000. Lâu rồi. À cái đó là lâu rồi lâu chứ. Rồi, lâu. Chứ mà bây giờ phải 200-300. Giờ phải 300 à. Dạ. Mà tôi bị này hay cũng có 5 năm rồi đó. À anh bị này 5 năm rồi. 300 giờ làm hết rồi. Dạ. Cái nhà thì bây giờ em thấy toàn là mấy cái giá rồi không anh ha. Dạ. Anh đi mận người thấy người ta cho về đóng đỡ vô chứ. Dạ. Đất cũng ở đất đậu của người ta. Dạ. Mà bà già bà có tâm đủ rồi chứ cũng đi mà không biết giờ đi đâu. Dạ. Hôm nay đến thăm gia đình thì em cùng với Vinh Hương cũng có mua một phần quà. À, phần quà này thì cũng có gạo nè, mì và phần nhu yếu phẩm. Hồi nãy em nhờ cái chị ở bên ngoài mua thì phần quà này là 310.000 đó anh chị. Mua thì mình cũng hỗ trợ một ít phần quà vậy nè để cho bà cụ với anh đặng mình có đặng mình sử dụng ha. Cái này bây giờ là ăn uống chắc ở nhà anh cũng tự nấu anh ăn anh ha anh. Tự nấu. Dạ cũng phải nấu cho bà ăn ha. Dạ. Với em cũng gửi thêm này là 2.2 triệu. Cái này là để cho anh như là để lo cho bà ha. Còn cái này thì thật sự thì nó cũng không có bao nhiêu để anh dạng như là để mình đỡ phần nào thôi chứ mà còn về phần tiền mà để đi trị bệnh thì em cũng chưa biết như thế nào nha. Thì để có thì Mạnh Thường Quân người ta có hỗ trợ thì mình sẽ tính sau ha. Ở đây là của chú Minh, cô Mỹ và cô Ý, còn lại cái phần tiền là 720.000 thì em sẽ trao hết luôn. Và của anh Thạch là 500.000, cháu Khía Lan là 500.000 và cô Ca Ít là 500.000, cũng như tổng cộng là 2.220.000 ha. Dạ, dạ rồi. À cái này là còn thiếu 20.000 nha, chút xíu cái gì em gửi anh 20.000 ha. Dạ. Dạ cái này rồi anh giữ anh đếm đủ giùm em ha anh ha. Anh đếm lại ha. Anh đếm lại, anh kiểm tra lại giùm em nha anh. Anh Hương có 20.000 không anh Hương? Gửi luôn đi anh Hương để nhiều khi nãy em quên. Đúng không? Là 2.220.000. À vậy là đủ anh ha.
Phải lời cảm ơn mất thằng Quân. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Giúp đỡ thầy con cô. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Thì cũng như là cái phần tiền này thì chỉ có là hỗ trợ anh trong cái lúc khó khăn thôi. Thí dụ như mình để mình ăn uống tẩm bổ cho bà rồi nè. Như bà là chắc cũng phải có đi chích thuốc đâu không anh? Không, bệnh là mua thuốc mà. Bệnh mua thuốc chứ bà bệnh thì sao, bà vậy sao vậy? Người ta không chấp chết. À. Mua thuốc uống kiểu như xuống nó bao nhiêu tuổi nhiều vậy ta bán cho uống mà. Dạ. Chết thì không dám chết. Bà cũng cảm ơn. Dạ. Cảm ơn ai cho ai cả. Dạ. Cái này tiền của Mạnh Thường Quân chứ không phải tiền của tụi con. Cũng cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. À, thì bây giờ thì em cũng đến thăm gia đình một tí thôi. Thì thôi tụi em cũng sẽ về ha. Thì ví dụ như giờ em chỉ có đến hỗ trợ anh trước một phần. Thì để về thời gian sau thì ví dụ như có Mạnh Thường Quân nào hỗ trợ giúp cho anh với cô với bà thì em sẽ tới gặp anh ha. Dạ. 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 Hai cậu mạnh giỏi nha. Dạ. Mạnh giỏi. Dạ. Dạ. Thì em cũng đến thăm gia đình tí xíu thôi anh chị, giờ tụi em cũng sẽ về ha. Thì video của em giờ sẽ kết thúc tại đây. Em hẹn gặp anh chị và các bạn vào những video tiếp theo ha.